Hello anh chị, xin gửi lời chào của em Hoàng An đến tất cả chị khách hàng thân yêu gần xa. Chào mừng tất cả chị đến với An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Một tuần một lần em An sẽ lên sóng cập nhật tổng hợp báo giá tất cả những mẫu xe gầm thấp tại cơ sở một nhà An, cũng như là một số mẫu xe gầm cao mới về đang chờ sở ba rồi dọn anh chị nhé. Xin kính chúc tất cả anh chị có một ngày chủ nhật thật trọn vẹn bên gia đình yêu thương của mình. Và chị quan tâm và yêu thích những mẫu xe nhà An thì lên trực tiếp cửa nhà An siêu thị ô tô Bình Dương, số 1968 ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Alo trực tiếp vào hai số hotline của Aman 0943444550 hoặc 0968390391 anh chị nhá. Tất cả những xe Aman bán ra thì đều cam kết chất lượng bằng 5 tiêu chí vàng này. Bao tiêu chí check test và có văn bản kèm theo. Aman có bảo hành sau bán hàng từ 6 tháng đến 1 năm sử dụng. Có hỗ trợ trả góp từ đời 2018 đến 2019 trở lên. Và anh chị có nhu cầu cần mua bán, cần trao đổi xe hoặc là bán xe thì hãy giới thiệu cho Aman nhé. Bên Aman sẽ đến tận nơi thu mua cho chị và vận chuyển xe toàn quốc luôn đấy. Và Aman thì cũng đã thiết kế cho anh chị một cái góc rất là chill, rất là đẹp để chị có một cái mùa Giáng sinh ấm áp khi mà lên siêu thị ô tô Bình Dương nhà Aman anh chị nhé. Và quay trở lại với nội dung của video ngày hôm nay thì Aman sẽ lên sóng cập nhật và báo giá tổng hợp tất cả những mẫu xe. Hôm nay thì showroom về kín xe rồi chị ạ, từ ngoài vào trong luôn, không một chỗ trống nào cả. Anh chị yêu thích quan tâm mẫu xe nào thì lên xem xe, trải nghiệm xe và thương lượng giá nhé. Với những chiếc xe mà nó có thể là mất duyên hoặc làm lâu một chút, em An sẽ để những cái giá cực kỳ là yêu thương dành cho anh chị khách hàng thân yêu của em An. Đây chúng ta ra ngoài này, thời tiết tại Dĩ An bây giờ thì cũng là tầm 10 giờ trưa rồi, nó cũng khá là nắng và oi anh chị nhé. Đây là ngã ba học xã nhà em An này, đường DT743B, khu phố Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương. Em An mới về một chiếc Ranger 2024. Phiên bản ni lông quanh xe nhá. Đây nó không khác gì một chiếc xe mới ấy, chị ạ. Quay qua cho chị chiếc xe này. Đây là một chiếc xe mà chủ xe họ mới lấy từ hãng ra. Và bên em thì mới chạy từ Cần Thơ về đây nên là chiếc xe này đang chạy 200 cây. Ranger XLS tự động một cầu 2024 đây. Anh chị có thể thấy là những cái chiếc xe này, những cái chi tiết tem giấy này hay là phần lốp này. Đấy, còn rất là mới. Nói chung là em này thì nếu mà anh chị mua em này thì anh chị tiết kiệm được cái chi phí lăn bánh anh chị nhá. 2024 phiên bản ni lông đây, những cái miếng xốp này vẫn còn nguyên này. Đấy, như mới luôn đây, tem giấy này. Đó. Mới lắm. Em này còn cái lòng thùng còn chưa dùng đến luôn, bằng calamen quay ở đây này. Đây chiếc xe mới về nên em An sẽ quay qua cho chị để chị thấy được cái độ mới của chiếc xe này. Lòng thùng chưa sử dụng đến. Đây, nội thất thì còn như là một chiếc xe hãng ra. Nói chung là em này thì anh chị vẫn được bóc ni lông thoải mái nhá. Đấy, thay vì đi mua xe mới thì chị mua xe này anh chị tiết kiệm được chi phí lăn bánh nhá. Đấy. Chiếc này đang là 689 triệu cho em Ranger này. XLS số tự động một cầu 2024, 689 anh chị nhá. Đấy, anh chị muốn xe mới là Aman có luôn. Cực kỳ đẹp đúng anh chị. 689 anh chị nhá. 689 cho một chiếc xe như mới, không có gì để bàn. Tiếp theo bên đây là một chiếc Mazda CX-5 2020 phiên bản Deluxe. Chiếc này của Aman đang đi là 50.000 km anh chị nhá. Bản Deluxe này, xe này đang chờ dọn 50.000. Mazda CX-5 thì em An đang còn 3 chiếc tất cả, còn một chiếc màu xanh bản Bre nữa. Em này của em An là 2020 nhá. Giá thì hiện tại đang là 686 triệu cho một chiếc xe đi 50.000 km, 686 chị ạ. Đợt này thì nhà em An về rất nhiều xe và gần như là loạt xe đang chờ dọn dẹp cực kỳ là nhiều. Đang để ưu tiên dọn những xe mà đã nhận cọc rồi. Chị nhập tiếp tục bên đây là một chiếc Sedato phiên bản Luxury 2019 màu trắng đây. Chiếc này của Aman thì đang đi đúng 38.000, full lịch sử bảo dưỡng hãng, sơn zin gần như tuyệt đối luôn, tất cả dàn vỏ theo xe. Bản này sẽ được trang bị cho chị ghế điện và cửa sổ trời. Em Sedato này nhà Aman đang chào bán là 489 triệu đồng, 489 cho chiếc Kia Sedato nhé, 2019 phiên bản Luxury 2019 chuẩn đồng hồ nhé chị nhá. Em Aman còn K3 trong kia nữa, City RS đây, 2021 bản RS, bản cao cấp nhất. Xe đang chạy đúng 45.000 City nhá, một mẫu hạng B rất là đáng để sở hữu, thiết kế đẹp, an toàn và rộng rãi, đèn led này, mâm phanh để lộ từ xa. Chiếc này đang có mức giá là 488 triệu, xe đã lên cam hành trình rồi. Giá em báo là giá còn thương lượng nên là chị thực sự quan tâm thì mình lên xem xe trực tiếp, có giá thương lượng tốt cho chị nhá. Mời chị vào đây với em An. Mazda 3 Civic RS em An cũng mới về này. Mazda 3 2022 bản Luxury, chiếc này đi 47.000 chuẩn. Tất cả dàn lốp thì đã được thay mới bằng dàn lốp Michelin rồi. Em này đang mức giá 578. Anh chị cần hình ảnh, cần video anh chị báo em An nhé. Em An sẽ quay và gửi hình ảnh cho chị tham khảo dễ hơn. Mazda 3 22 Luxury 578 triệu đây.
Quay qua cho anh chị chiếc Civic này nha. Civic RS là bản cao cấp nhất, động cơ sẽ là 1.5 turbo nhập Thái. Em này đi 80.000, chủ xe đã lên 4 lốp mới rồi. Đây là mẫu xe hạng C mạnh nhất phân khúc rồi, và cũng là một chiếc xe mà thiết kế đậm chất thể thao. Em này của Man đã có cam hành trình Việt Map đầy đủ cho chị rồi nhá. Honda Civic bản RS 2019, mâm phay dàn lốp Michelin. Các chi tiết phụ kiện bên ngoài thì cũng được trang bị rồi. Em này đã được lên sẵn cho chị cái đuôi gió nhá. Civic, một chiếc xe hạng C rất đẹp mắt đúng không ạ? Thể thao trẻ trung. Em này em ăn mới về thôi, xe thì gần như mới tinh luôn anh chị ạ. Đấy, mức giá hiện tại là 619 triệu cho em Honda Civic này nhé. Lưu ý cho em An là đây là bản cao nhất, bản RS, nên là nó sẽ có mức giá này. Đấy, còn những cái bản G, bản L, bản E thì nó sẽ rẻ hơn thôi chị nhé. 619 cho chiếc Honda Civic này. Tiếp tục bên đây là một chiếc hạng C nữa này, Hyundai Elantra. Đấy, em ăn rất nhiều xe. Elantra 2020 1.6 turbo màu xanh Kawasaki. Em này thì nguyên bản là màu trắng, nhưng mà khi mà mua mới thì cái màu xanh này không có, nên là chủ xe họ sơn đổi màu cho hãng luôn. Chiếc này của em An thì em An sẽ giảm cho chị nhá. Anh chị nào mình ưng mẫu này, em An giảm cho chị 10 triệu trên video ngày hôm nay. 548 để chị 538. 1.6 turbo đã lên màn hình Z-Tech xịn sò rồi, dàn lốp đã thay mới, 1.6 turbo mạnh nhất. 548 để chị 538. Đây, bên đây em An có Accent này, siêu lướt luôn, tự động tiêu chuẩn 2022, đi đúng 9.000 cây. Đây một chiếc xe đi đúng 9.000 cây anh chị nhá. Mẫu xe này hiện tại nhà em An đang chào bán là 448 triệu. Lưu ý là xe đi 9.000 cây thôi, nó như mới chị nhá. Ở đây thì em An có một chiếc Kia K5 này, bản GT Line 2022. Em này thì một chiếc sedan D với kiểu dáng thể thao trẻ trung, và đặc biệt là công nghệ an toàn đầy đủ. So với xe mới chị tiết kiệm hơn 200 triệu. Kia K5 này của em An bản GT Line đang đi 13.000 chuẩn, mức giá đang là 825 triệu đồng. Tiếp tục mời chào anh chị vào đây với em An. Còn rất nhiều lựa chọn anh chị nhá. Ở đây em An có Elantra số sàn 2021. Chiếc này của em An đang đi là 70.000. Chủ xe đã lên 4 lốp mới, lên ghế da, lên màn hình Android, đăng kiểm đến 2026. 436 triệu cho em Hyundai Elantra này nhá. Những cái đời 18, 19 thì đều hỗ trợ góp được, nên là chị làm góp rất là đơn giản thôi. Kia K3, ở đây em An còn K3 nữa. K3 em An đang có tổng 3 chiếc rồi chị nhá. K3 2022 phiên bản 2.0 Bre. Chiếc này của em An đang đi 43.000 chuẩn, và mức giá cho em này đang là 608 triệu cho em K3 này. Hôm nay để chị 599 triệu trên video ngày hôm nay. 599 đấy chị nhá. Tiếp theo bên đây em An đang có một cặp hạng A này. Hiện tại thì em An còn i10 sedan 2 đầu 21 số sàn bản đủ màu đỏ, sẽ đi 32.000 km, và mức giá hiện tại đang là 326 triệu. Em An đang trên đường về sedan tự động 22 màu trắng nữa chị nhá. Tiếp theo bên đây em An đang có một chiếc i10 hatchback số tự động 2017 1.2. Xe của em An đã lên cho chị màn hình cam 360 sẵn rồi. Mẫu này đi 76.000, đăng kiểm 2025. Em này đang có mức giá là 296 triệu chị nhá. 296 triệu. Đấy. Anh chị mà muốn nhận xe thì em An cũng sẽ có một cái lễ bàn giao xe như này. Đây là một chiếc Civic G22. Bên em An thì đã làm thủ tục trả góp cho khách hàng, ra biển số xong xuôi hết rồi. Ngày hôm nay ngày đẹp, khách hàng lên nhận xe thôi. Và đợt trung thu này thì nhà Man cũng có một cái món quà nhỏ nhỏ dành tặng anh chị. Đó là những hộp bánh trung thu đặc trưng của rằm trung thu đúng không ạ? Anh chị có thể lên nhà Man nhận xe và nhận quà anh chị nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Đây là một chiếc xe vẫn mất duyên với em An này, Kia Optima 2015. Em này thì anh chị ưng mẫu này cứ lên em An để giá vốn cho chị luôn. Giá đang niêm yết là 448. Xe đang đi là 94.000 km, sổ nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Option nó nhiều lắm, sedan D mà. Nhưng mà nó vẫn mất duyên, nên là em An để giá tốt cho chị này. 448 mà chị cứ lên xem xe ưng, trả giá em An được không ạ? Chúng ta ra ngoài này với Nissan Almera này. Vios thì hiện tại em An đang còn 5 chiếc nhá. Vios em An đang còn tổng 5 chiếc, 2 chiếc số sàn, 3 chiếc tự động. Nissan Almera 2022. Em này của em An là phiên bản CVT, LCVT 22, động cơ là 1.0 turbo. Xe mới chạy có 8.800 cây thôi, không khác gì xe mới chị em. Em này ưu điểm là một chiếc hạng B rộng rãi, giá mềm hơn so với đối thủ của mình. 448 cho chiếc Nissan Almera này, phiên bản L, động cơ turbo nhé. Tiếp tục bên đây em An có Vios số sàn 2023. Xe đang đi là 15.000 km chuẩn, 23 số sàn. Mức giá hiện tại đang là 428 triệu đồng.
xem xe thương lượng giá trực tiếp em ăn được không ạ? 428 cho chiếc Nissan Almera số sàn, Toyota Vios số sàn 2023 15.000 chuẩn. Đấy, ở đây thì em ăn có Vios G nữa này. Chiếc này đã lên mâm, lên màn hình cam 360. Đấy, đầy đủ hết rồi, đồ chơi đầy đủ hết anh chị nhá. Gặp những xe mà chủ xe họ lên đồ chơi này thì anh chị lợi thế rồi. Em xe này của em ăn thì hiện tại đang có mức giá cho chị là 385 đi 88.000 km. Một chiếc bản E số tự động 2020 nữa này. Vios E tự động em này mới đi 35.000 thôi, dàn vỏ theo xe màu vàng cát. Đã lên màn hình Android, lên cho chị cam hành trình rồi. Mẫu xe này hiện tại nhà em đang chào bán là 418 triệu đồng. Tiếp tục nha anh chị nhá. Anh chị ưng mẫu nào cứ báo em ăn. Vios G 2024. Em này thì như mới rồi, đời cao còn bảo hành hãng luôn. Xe mới lướt có 19.000 km thôi. 19.000 trong chiếc xe Vios G này 2024, và mức giá hiện tại nhà Man đang chào bán là 535 triệu. Cola tít này cũng hơi dai dai này anh chị này, hơi làm lâu lâu này. Hôm nay thì vẫn là giảm 10 triệu cho chị nhá. Cola tít 1.8G 2015 chuẩn chỉ km là 100 lẻ chuẩn anh chị nhá. Hơn 100 một chút chuẩn và một chủ từ đầu. Bản G sẽ có ghế điện và điều hòa auto ấy, nó trên cái bản E anh chị ạ. Màu bạc, em này đang có mức giá 448 để chị 438. Đấy. Nếu mà anh chị muốn một chiếc xe hạng C tự động mà giá loanh quanh 300 thì chị tham khảo cho em ăn chiếc này nhá. Chevette Cruze số tự động 2017 LTZ, xe mới chạy chuẩn chỉ đồng hồ hơn 7 vạn đâu, 308 rất là rẻ rồi. Đấy, K3 đây em ăn còn K3 nữa này. Kia K3 2022 1.6 Bre, chiếc này của em ăn đang chạy chuẩn chỉ 38.000 màu xanh. Nội thất ở bản Bre sẽ là tông màu đỏ đen anh chị ạ. Bản này sẽ có ghế điện, nhớ ghế, có sưởi ghế, làm mát ghế đầy đủ hết đấy chị ạ. 578 triệu 38.000. Hyundai Elantra hôm nay giảm 10 triệu nhá, 518 để chị 508 triệu rồi cho chiếc Elantra 2.0 một chủ từ đầu. Xe đang chạy 63.000 km cho chiếc Hyundai Elantra này. Em này chủ xe đã lên màn hình ZTEC cam 360, lên ghế da hai màu rồi. Rất đẹp, bản 2.0. 518 để chị 508. Một chiếc Mazda 2 mới về đấy chị này. Mazda 2 phiên bản Luxury 2022 màu đỏ ruby. Chiếc này của em đang đi 29.000 km anh chị nhá. Ghế da lộn, nhập Thái, em này đang có mức giá là 465 triệu cho Mazda 2 này. Camry 204 dành cho những các chú các anh đi quanh quanh cà phê cà pháo lại lấy em này cho em ăn. Toyota Camry 204 nhá. Số sàn xe đi 160.000 chuẩn, 4 lốp Michelin, đã lên màn hình Android rồi. Đầy đủ hết đây chị ạ. Chiếc này của Aman thì hiện tại đang là 238 triệu đồng. Ở đây Aman có ASEAN này. ASEAN đang chờ dọn anh chị em. ASEAN số tự động phiên bản tiêu chuẩn 2023. Xe đi 45.000 chuẩn. Và mức giá hiện tại Aman đang chào bán em này đang là 458 triệu. Đã lên ghế da rồi. Full lịch sử hãng này. Ơi, K3 ở đây nữa này chị này. K3 phiên bản Luxury 22. Xe mới chạy đúng 23.000 thôi. Đây, em này của Aman thì đúng 23.000 nhá. Kia K3 đấy, 2.3 km chuẩn đó, cho mẫu K3 này. Ok đấy, 23.000 cho chiếc Kia K3 này. Đấy, xe của Man mới về, nội thất ở bản Luxury sẽ là tông màu đen kem anh chị nhá. Quá nhiều xe để chị lựa chọn đúng không ạ. Mẫu này hiện tại nhà Man đang chào bán cho chị là 548 triệu, xe đúng 2.3 nhá. Tức là xe Man đã bán thì bao cho chị chuẩn chất luôn, 2.3 km, và giá thì hiện tại đang là 548 cho chiếc K3 này. Như vậy là K3 Man đang có 3 chiếc nhá. Đây, một chiếc Rio sổ nhập Hàn này, nguyên chiếc này, một chủ từ đầu. 2017 sổ nhập nguyên chiếc, một chủ đầu, xe đi 87.000, đẹp lắm anh chị ạ. Xe này cực kỳ đẹp luôn. Nhờ bạn Calamen đứng vào đây giới thiệu qua cho chị nội thất. Có cam hành trình rồi, 1.4 nhá, sổ nhập Hàn. Dòng K3 Rio này phải lâu lắm rồi Man mới về. Xe này thì anh em mới đánh bóng xong. Màu bạc đấy chị nhá. Kia Rio khám phí còn đến tháng 11/2025 đây, cho chị tham quan qua hàng ghế này. Đấy, ghế lì zin theo xe nó vẫn còn nguyên. Đấy, chi tiết như là cục cần số hay là vô lăng nó còn mới tinh như chị nhá. Kia Rio số sàn 2017. Mẫu này thì hiện tại nhà Man đang chào bán là 200, em quay về sau luôn, 288 triệu cho chiếc Kia Rio này nhá. 2017 Rio 288 triệu đi chuẩn chỉ cho anh chị 87.000 một chủ từ đầu. Tiếp tục đi ạ. Đây, ở đây thì em ăn có một chiếc máy dầu này. Ford Everest. Ford Everest số sàn máy dầu 2014. Đây cũng là một chiếc xe phải nói rất cọp vừa chị nhá.
em An sẽ để anh em dọn dẹp xong em An sẽ review cho chị. Nhưng mà khẳng định đây, nếu mà anh chị nào đang kiếm một chiếc Everest số sàn máy dầu tài chính 418 triệu thì lấy em này cho em An. Nhờ bạn Calamen quay giúp anh nội thất để chị thấy được cái độ mới của chiếc này. Chóa đèn này, em này gọi là cái màu hồng phấn đấy chị nhá, cái màu đẹp lắm. Những anh chị nào ở vùng đồi núi này, Tây Nguyên này, rất là thích cái dòng này. Rộng rãi, khỏe, khoắn và máy dầu nữa. 418 triệu nhá cho chiếc Ford Everest số sàn 7 ghế. Nội thất mà ghế lỉ nó còn mới tinh này chị ạ. Những cái táp bi hay là những cái chi tiết vô lăng củ số ấy, nó liền lạc, nó đẹp lắm. Đấy, đây là thực sự đây là một chiếc xe mà em An khẳng định luôn là nếu mà anh chị nào đam mê xe đẹp, yêu xe đẹp thì không thể bỏ qua chiếc này. Cho chiếc Ford Everest số sàn, Calamen quay giúp anh vô lăng, chân côn, chân thắng, chân ga để chị cảm nhận được cái độ mới nhé, độ đẹp của chiếc xe này. Chủ xe có lẽ là họ mua về ra là cũng đi gia đình quanh quanh thôi, làm cổ hở đúng không anh chị? Đấy. Em An để cho chị xe này là 418 cho chiếc này, rất đẹp. Nói chung là chị đang kiếm một chiếc Everest đẹp thì lên em An lấy em này, số sàn máy dầu chị nhâm. Ở đây thì em An đang còn Vios số sàn này, 398 triệu này. 398 triệu Vios số sàn 22, màu đen. Xe này của em An đang đi 42 ngàn nhé. Xe anh em đang cho cái mâm để phay lại anh chị ạ. Tức là xe mà về bên em An, nếu mà cái mâm nào nó xước, nó xấu thì em An sẽ cho phay lại. Tiếp theo là một chiếc sedan D của nhà VinFast đây. Chắc chắn là để mua một chiếc xe này thì tầm giá thời điểm này rất là tốt rồi, giá trải nghiệm rồi. Từ kiểu dáng đến cảm giác lái hay là độ an toàn, chắc chắn bền bỉ thì VinFast này là một lựa chọn rất là tuyệt vời trong tầm giá dưới 600 triệu. 598 triệu cho em VinFast Lux A bản Bre nhé. Xe này của em An đi 51 ngàn, bản này có cam 360 cốp điện luôn. Em An còn một chiếc VinFast Lux bản Bay 2019 luôn, nó chỉ có 498 triệu thôi, 499 triệu thôi. Còn em này đang là 598. Innova mới về là 2017 màu vàng đồng, đồng ánh kim. Xe đã lên ghế da, có màn hình, có cam hành trình rồi. Xe đi 8 vạn nhé, 480 triệu đồng cho chiếc Innova này, 2017 đồng ánh kim. Tiếp theo là một chiếc Civic G. Đấy, quá nhiều xe đúng không ạ? Civic G 2019 màu đen, xe đang đi hơn 5 vạn. Bản G nhé chị nhá. Em An còn một chiếc màu xanh bản L nữa, 18 đang ở bên gara, đang ở bên cơ sở bay. Chiếc này đang là 548. Đây, Accent bản Bay, xe này thì anh em đang lên cầu để anh em rửa gầm này, máy này. Accent Bay 2022. Chiếc này của em An thì đi 45 ngàn. Chủ xe đã lên sẵn cho chị màn hình ghế da rồi. Chiếc này đang có mức giá là 375 số sàn nhá, 2022. Ở đây thì em An còn một chiếc tự động bản đặc biệt 20 nữa này. Em này của em An thì mới đi đúng 32 ngàn km thôi, tất cả dàn lốp theo xe. Chiếc này lợi thế là một chiếc xe form mới, form mới nhá, cửa sổ trời, ghế da, điều hòa auto và ga tự động cũng như là mâm 16. Hyundai Accent mẫu mới 2020 đúng 32 ngàn anh chị ạ. Mẫu xe này hiện tại nhà em An đang chào bán là 438 triệu đồng. Toyota Veloz CVT 2022, xe đi đúng 44.000 km thôi chị nhá, 4 vạn 4, 598 triệu đồng cho em Toyota Veloz Cross bản CVT 22. Đấy, ở đây em An có một chiếc Fortuner rất nhiều đồ chơi này. Số sàn máy dầu 2017, em này lên đèn pha, đèn gầm, mặt ga lăng, lên cam 360, lên cam hành trình, lên ghế da, lên loa, nói chung là full kịch luôn. Ô đô hiện tại là hơn 7 vạn. Số sàn máy dầu, sổ nhập Indo 715. Đấy, một chiếc xe em An ký gửi anh em này. Có bác khách ký gửi một chiếc Lucent anh chị nhá, MT7 này, 2012. Chiếc này có 448 triệu thôi. Xe này thì cực kỳ đẹp, mới đi có hơn 2 vạn. Đấy, ok chị, trên đây là những cái mẫu xe mới nhất vừa cậu đổ về siêu thị ô tô Bình Dương nhà em An trong ngày hôm nay chủ nhật. Và anh chị yêu thích quan tâm mẫu xe nào thì lên trực tiếp cửa hàng nhà em An nhá. Một nữa thì em An cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi hết video của em An. Giờ này thì em An xin phép sẽ kết thúc video ở đây. Xin chúc tất cả anh chị có một ngày chủ nhật thật trọn vẹn bên gia đình yêu thương của mình. Giờ này thì xin chào và gặp lại chị. Xin chào.